Hân hạnh giới thiệu bộ phim Bao Thanh Thiên do Trung Quốc sản xuất. Đạo diễn Lưu Lập Lập, Lý Bảo Năng. Giám chế Lâm Sơn Hà, Mã Tú Nga. Biên kịch Kim Siêu Quần. Thông phản kiếp với các diễn viên Kim Siêu Quần trong vai Bao Chẩn, Hà Gia Kính trong vai Triển Diêu, Phạm Hồng Hiên trong vai Không Tôn Sách, Cao Tĩnh Nam trong vai Trương Long, Ngô Hải Nhược trong vai Triệu Hổ, Trần Hạo Dân trong vai Đường Chân, Đinh Tiểu Long trong vai Dương Triều, Phú Hoàng Giai trong vai Mã Hán, Trịnh Gia Du trong vai Triển Dân, Dương Chính Quyền trong vai Trình Nguyên, Cao Lượng trong vai Nhân Tông, Châu Ngọc Lai trong vai Lý Côn, Lưu Kim Toàn trong vai Dương Thừa Tướng, Châu Tinh Hạo trong vai Vũ Trúc, Quốc Vĩnh Chấn trong vai Điêu Tán, Đặng Kiến Sương trong vai Nghiêm Đông, Bạch Dân trong vai Đoàn Ngũ và một số diễn viên khác. Trang chủ à, làm sao đây? Bao đại nhân đến Đăng Châu rồi, lần này chết chắc rồi đó. Hắn đến thì sao? À. Trình đại nhân, có cần phải hoảng hốt gì không? Trang chủ à, có lẽ ông vẫn chưa biết, Bao đại nhân là người nổi tiếng xử án như thần, xem điều ác như thù. Chỉ cần ông ta điều tra được tình hình của Đăng Châu, ông ấy nhất định điều tra đến sáng tỏ. Như vậy hậu quả rất là khó lường đó. Ngươi không phải nói là ông ấy đến Đăng Châu là để thị sát quân vụ biên phòng sao? Sao có thể ở lại để quản chuyện của chúng ta vậy? Nhưng mà Hoàng thượng cũng kêu ông ấy điều tra châu chính của Đăng Châu. Hơn nữa Đường Chân còn là học trò của ổng. Hắn nhất định kể hết mọi chuyện cho Bao đại nhân nghe đó. Nếu Đường Chân không còn sống để mà nói chuyện thì sao? Hả? Ở Trang chủ à? Chuyện đã xảy ra với hai thông phán nhiệm kỳ trước. Ở trên người thông phán nhiệm kỳ này lại xảy ra rồi. Ý còn muốn nói là... À, hèn chi hôm nay Đường Chân không có đến Châu nha. Vậy các chị tối hôm qua đã... Điều này thì ngươi không cần biết. Tóm lại, ngươi không cần phải lo lắng nữa. Bao Chẩn chỉ có thể phát hiện Đường Chân đột nhiên bị bạo bệnh mà chết. Không điều tra đến ngươi đâu. Vậy nhưng bên cạnh hắn còn có Triển Dân, có quản gia, còn có thư đồng nữa. Trình Nguyên, đã kêu ngươi đừng lo lắng, tại sao còn sợ như vậy chứ? Nhưng mà... Được rồi. Cho dù Bao Chẩn nghi ngờ thì sao? Hắn chẳng qua cũng chỉ là tri phủ tam phẩm trong triều thôi. Dương công đại thần trong triều thì ta đã gặp nhiều rồi. Người từng nhận lợi ích của ta, ta đếm không xuể. Bao Chẩn, hắn không đấu lại ta đâu. À, Trang chủ à, dĩ nhiên ông không sợ ông ấy rồi. Nhưng dù sao ta cũng là mệnh quan của triều đình, còn là cấp dưới của ông ấy. Nếu ta bị ông ấy để mắt đến thì ta không còn con đường sống đâu. Cậu ruột của ngươi không phải là Bàn Thế Sư hay sao? Thêm vào đó còn có biểu muội đang được sủng ái ở trong cung. Hắn dám động tới ngươi à? Trời ơi, xưa nay Bao đại nhân không nể tình của ai cả. Hơn nữa, nước xa không thể cứu được lửa gần. Cho nên mong Trang chủ chiếu cố thêm một chút. Hai ta hợp tác nhiều năm, sao lại có thể khoanh tay đứng nhìn, hả?
Yên tâm đi. Đa tạ trang chủ. Hạ quan còn phải mau chóng trở về châu nha. Đường chân xảy ra bao nhiêu chuyện, bao đại nhân nhất định sẽ đến châu nha để tìm Hạ quan. Nếu để ông ấy biết ta đang ở chỗ của ông á, thì phiền phức lắm. Đi đi. Nhưng mà ngươi nhất định phải nhớ tuyệt đối không được hoảng hốt. Nếu không, ta không thể lo được cho ngươi. Dạ. Hạ quan nhất định hành sự cẩn thận. Hạ quan cáo lui. Không thể làm việc đại sự được. Ta đi truyện dân lại rồi. Hả? Làm sao ngươi biết? Triển Chiêu cũng đã đến Đăng Châu. Triển Chiêu có một muội muội, tuy không phải là người trong giang hồ, nhưng lại có võ nghệ cao cường. Bây giờ xem ra có thể khẳng định Triển Vân chính là muội muội của Triển Chiêu. Nói như vậy, Bao Triển đã có sự chuẩn bị từ trước. Đối với Triển Chiêu, ngươi nắm được bao nhiêu phần thắng? Không nắm được. Hả? Cái gì? Nhưng ông yên tâm, bất kể thế nào, ta cũng sẽ bảo đảm không để hắn tổn thương đến ông. Không, Bao Chứng không thể động được đến ta. Với hắn mà nói, ta chẳng qua chỉ là một thiên nhân đường hoài. Nếu như ông ấy để mắt đến Trình Nguyên thì sao? Nhưng như tới lúc đó thì phải trông cậy vào ngươi rồi. Ta không thể để cho Trình Nguyên sống sót để mà bán đứng ta được. Đáng ghét. Quan thương câu kết không ngờ còn dám lộ liễu đến nước này nữa. Tiểu nữ lấy cắp sổ sách của Tỳ Trang Tứ Hải là muốn tội chứng của họ. Xem ra bây giờ họ đã có đề phòng. Sổ sách thật đã được cất giấu rồi, sổ sách giả dùng để ứng phó các người thôi. Bất kể vô ánh táng, như Triển Dân đã nói, cao thủ bên cạnh hắn cũng đủ chứng minh có người trong giang hồ gia nhập. Nhưng chúng ta vẫn chưa biết họ là người ở đâu tới. Triển cô nương, có phải là Từ Khiêm đã hẹn mấy quan viên nghỉ hưu hôm nay đến phủ đệ không? Không sai, là Đường Chân nói. Tuy Từ Khiêm chưa từng là cộng sự với bổn phủ, nhưng mà bổn phủ đã nghe kể về người này rồi. Đúng là bậc tiền bối dám trực ngôn can gián, rất có phong cách trong triều. Có cần mời ông đến gặp Bao đại nhân không? Không, đúng lúc ngược lại. Lúc này không nên cho họ đến đây. Cần phải lập tức báo cho Từ Khiêm biết tạm thời đừng đến, để tránh Tình Nguyên nghi ngờ. Dạ được, tiểu nữ sẽ đi kêu Vũ Trúc thông báo với ổng. Từ Trạch. Đệ Thẩm. Đệ Thẩm. Hả? Tôi muốn hỏi thăm một lát, tại sao cửa nhà này bị khóa? Cậu tìm ai? Tôi muốn tìm Từ Khiêm, Từ lão tiên sinh đó. Ông ấy chết rồi. Hả? Không lý nào, hôm kia tôi còn gặp mà. Ông ấy chết hồi tối hôm qua. Ông chết làm sao? Không biết, hiện giờ thi thể vẫn còn ở nha môn. Tại sao bỗng nhiên ông ấy lại chết? Dạ không biết. Bao đại nhân có muốn đến chào nhà xem thử không? Chuyện này rất kỳ quặc. Tối hôm kia Từ Khiêm còn đi điều tra nơi cất giấu lương thực của Trình Nguyên với mọi người, nhưng tối hôm qua lại chết ly kỳ. Giữa hai người này chắc có liên quan, làm sao có thể không điều tra được?
Đại nhân, tình hình của Đường Chân, Trình Nguyên nhất định sẽ hỏi, nên ứng phó như thế nào? Nếu họ biết Đường Chân vẫn chưa chết, nhất định tiếp tục hạ độc. Nếu như họ cho là Đường Chân nhất định sẽ chết thì sao? Vậy thì cứ để cho họ suy đoán. Trình Nguyên, Lý Khô to gan ngông cuồng, tưởng là mình có thể một tay che trời. Nhất định bổn phủ bắt chúng phải chịu tội trước pháp luật, không thể chối cãi. Có phải Bao đại nhân đã thu xếp ổn thỏa? Đúng vậy. Nhưng tại sao phủ đệ Thông Phán Đăng Châu của người lại rộng lớn hoa lệ như vậy? Điều này là điều bổn phủ không ngờ được. Dưới sự quản lý cực khổ của Hà Quan trong bao năm qua, Đăng Châu có thể gọi là giàu có. Thông Phán là khâm phái của hoàng thượng, Hạ Quan nhận thấy cần phải tôn trọng, tuyệt đối không phải Hạ Quan tôn sùng xa qua. Xin Bao đại nhân minh giám. Bổ phủ chỉ nói như vậy thôi, người không cần giải thích. Không biết bệnh tình của Đường đại nhân có thuyên giảm hay chưa? Công tôn tiên sinh tinh thông y thuật, đang chữa trị cho hắn. Dám hỏi công tôn tiên sinh, Đường đại nhân bị bệnh gì vậy? Nói ra thật xấu hổ, học trò chưa từng thấy bệnh lạ như vậy, cho nên chỉ có thể dùng kim châm và nguyệt đạo tạm thời khống chế bệnh tình của hắn, nhất thời không thể trị khỏi được. Vậy tình hình của Đường đại nhân bây giờ? Lúc nào cũng hôn mê, ngay cả chuyện đại nhân đến Đăng Châu hắn cũng không biết. Học trò cũng không dám xác định hắn sẽ tỉnh lại vào lúc nào. Mong Đường đại nhân sớm ngày bình phục. Các nhân thiên tướng, bốn phủ quay trở lại đây là muốn hỏi Trình đại nhân một chuyện. Hà Quan xin lắng tai nghe. Bốn phủ có một đồng liêu trước đây cũng là bằng hữu, sau khi cao lão quy ẩn thì đã định cư ở Đăng Châu. Nhiều năm rồi không gặp, lại không tin tức. Không biết Trình đại nhân có biết người này hay không? Đăng Châu đúng là có rất nhiều quan viên nghỉ hưu. Không biết Bao đại nhân muốn nói đến vị nào vậy? Người này họ Từ, tên Khiêm, từng nhậm chức hữu tư giang. Ông ấy hả? Sao vậy? Trình đại nhân quen với ông ta à? Bao đại nhân đã đến trễ một bước rồi. Từ đại nhân tối hôm qua đã đột nhiên qua đời. Có chuyện này sao? Tại sao trùng hợp như vậy? Di thể của Từ đại nhân đang ở liệm phòng. Tại vì ông ấy không có thần quyến, Hà Quan định hỏa táng cho ông ấy. Đã nhiều năm không gặp, không ngờ hôm nay phải điêu linh như vậy. Có điều tra nguyên nhân cái chết của ông ta chưa? Điều này chỉ biết là không bệnh mà chết. Ngay cả chuyện ông ấy chết như thế nào cũng không một ai biết cả. Đại nhân, để học trò đến đó khám nghiệm một lát, cũng tiện việc giải tỏa nghi vấn của đại nhân. Công tôn tiên sinh đến đó xem thử. Không biết Trình đại nhân có cho phép không? Không dám, không dám. Hạ quan lập tức phái Ngọ Tác cùng đến đó với công tôn tiên sinh. Mời. Làm phiền hai vị. Cho ta xem đơn nghiệm thi.
chết vì tuổi cao. Đúng vậy. Đại nhân, ông ấy chết không bệnh tật cũng không đau khổ, đó là phước của ông ấy rồi. Tiếc là từ đại nhân không có thân quyến, ngay cả người mặc đồ tang tiễn đưa cũng không có. Ông ấy một đời thanh liêm. Trình đại nhân, xin thay mặt thu xếp hậu tang, mọi chi tiêu bổn phủ sẽ chi trả. Bao đại nhân đừng bận tâm. Tuy có thể nói là từ đại nhân thanh hàn, nhưng có để lại nhà cửa, hạ quan sẽ thu xếp châu nhà thu mua giá cao, chắc đủ để chi tiêu cho việc quả táng. Cũng được, để Trình đại nhân phải bận tâm, hạ quan nên làm như vậy mà. Tuy bạn già không có duyên gặp nhau, nhưng đã đến Đăng Châu rồi, bổn phủ còn có chức trách, rất muốn xem thành tích của đại nhân. Kể từ ngày mai, phiền Trình đại nhân nha. Dạ, bất cứ lúc nào hạ quan cũng chờ thị sát của bao đại nhân. Hậu sự của Từ đại nhân đều trông cậy Trình đại nhân. Dạ, xin bao đại nhân cứ yên tâm. Vũ Trúc. Hả? Triển công tử, sao ngươi ngồi ở đây một mình vậy? Ta đang lo cho thiếu gia. Không cần lo lắng, Công Tôn tiên sinh nói độc tính đã bài tiết ra ngoài rồi, tối nay hắn tỉnh lại sẽ không sao. Lời nói của Công Tôn tiên sinh đáng tin cậy không? Ngươi yên tâm, y thuật của ông ấy cao minh lắm, ông ấy nói không có vấn đề thì không có vấn đề. Bây giờ ngươi có thể yên tâm rồi chứ? Vẫn không được. Tại sao vậy? Thiếu gia vừa mới tới Đăng Châu 3 ngày thì đã bị hạ độc. Nếu thiếu gia muốn ở lại đây 3 năm, không phải ngày nào cũng phải lo lắng hay sao? Về điểm này thì ngươi không cần lo lắng. Bây giờ bao đại nhân đã đến Đăng Châu rồi, ông ấy nhất định bắt Trình Nguyên và Lý Công về trị tội trước pháp luật. Đến lúc đó Đăng Châu chỉ có người tốt không có người xấu. Đừng nói là thiếu gia nhà ngươi muốn ở lại 3 năm, cho dù ở lại 8 năm 10 năm cũng không thành vấn đề. Bao đại nhân có thể trị tội họ không? Dĩ nhiên có thể rồi. Vậy thì bao đại nhân nên đến đây sớm hơn, thiếu gia vừa không bị hạ độc, bọn người xấu đó cũng không thể tiếp tục làm chuyện xấu. Nè, ý của người muốn nói hình như ta không có chút tác dụng gì cả. Ê, Triển công tử, ta không có ý này. Vậy ý của người là gì? Ta muốn nói... Ê, Triển công tử, nếu bao đại nhân đã đến đây, tại sao công tử còn ăn mặc như đàn ông, đến lúc nào mới biến lại Triển cô nương đây? Ta... Ê, ta thích làm Triển công tử đó, ngươi có quản được ta không? Làm vậy sao giống Triển công tử, rõ ràng là cô nương mà. Bà đại nhân không nhận ra vấn đề gì chứ? Tin đồn đã đồn đến ông ta quá thần thánh rồi, báo hại ta lúc nào cũng phải lo lắng. Cái chết của Từ Khiêm, ông ấy không điều tra ra vấn đề gì. Tình hình của Đường Chân, ông ấy cũng không làm rõ. Trái lại muốn điều tra chính tích của Đăng Châu. Những điều này ngày thường ta đã chuẩn bị ổn thỏa rồi, ai đến điều tra ta cũng không sợ đâu. Nếu như vậy không phải là tốt hơn sao? Đại nhân không cần phải lo chuyện ông ấy đến Đăng Châu gây phiền phức cho đại nhân nữa. Người nói đúng, cho dù ông ấy có ở lại Đăng Châu đi nữa, ta cũng không có gì phải sợ. À đúng rồi, bỏ ra ít tiền lo liệu tang sự của Từ Khiêm đàng hoàng chút đi. Nếu bao đại nhân quan tâm như vậy á, chúng ta hãy làm cho bao đại nhân hài lòng. Đại nhân, xài tiền cho người đã chết không phải quá lãng phí hay sao chứ? Hay, ngươi thì biết cái gì, điều này gọi là tiêu tiền nhỏ giải nạn lớn. Nhà cửa đất đai của Từ Khiêm tuy không đáng bao nhiêu tiền, nhưng mua với giá thấp, làm xong tang sự cũng còn chút lợi nhuận đó. Dạ, thuộc hạ sẽ làm ngay.
giữ vững cương vị, không được lơ là, cũng không được làm ồn. Nếu như phiền đến đường này nhân, sẽ hỏi tội các ngươi đó. Dạ, dạ. Làm phiền các vị. Lão quản gia được khách sáo, có gì kêu họ thông báo ngay. À, dạ, dạ, dạ. Mời. Đang giận ai sao? Đang giận bản thân muội. Đại ca, có phải muội gây ra họa nữa không? Muội tự nói đi. Muội đưa ra chủ ý điều tra sổ sách của Tiền Trang, cũng là muội lấy cắp sổ sách về cho Đường Chân. Hắn bị trúng độc hoàn toàn là vì muội quá tự cao. Thật ra phán đoán của muội không sai. Đây cũng là cách tốt nhất để muội tìm tội chứng của Trình Nguyên. Chẳng qua là đối phương quá bị ổi thôi, đã hạ độc trong sổ sách, không thể hoàn toàn trách muội được. Không đâu, muội nên đợi các huynh đến Đan Châu rồi mới bắt đầu hành động. Bao đại nhân nhất định phán đoán chính xác hơn, Công Tôn tiên sinh nhất định nghĩ ra kế sách tốt hơn. Huynh cũng không cần giống muội ngốc tới rơi vào bẫy của họ. Muội không cần tự trách nữa. Đại ca, huynh biết suy nghĩ thật của muội là gì không? Muội nghĩ muội không nên đến Đan Châu. Muội tưởng đại ca có thể giúp bao đại nhân, muội cũng làm được. Thật ra muội không làm được. Bao đại nhân nói không sai, chuyện của hoàng phủ không phải ai cũng có thể tham dự. Thật ra muội không có năng lực này. Muội nên nghe lời đại ca về nhà. Muội sẽ về ngay. Đợi đã. Kinh nghiệm trong giang hồ không phải sinh ra thì đã có. Lúc trước khi huynh mới theo đại nhân cũng thường xuyên phạm lỗi. Vậy thì sao chứ? Chỉ cần rút ra bài học từ sai lầm này, sau này không phạm lỗi tương tự là được rồi. Muội là người thông minh nhất trong nhà chúng ta. Điều huynh làm được, muội nhất định sẽ làm được. Đại ca, huynh không muốn muội về nhà sao? Ít ra cũng phải làm xong việc ở Đan Châu rồi mới về chứ. Người của Triển gia chúng ta không dễ đánh bại như vậy đâu. Cũng không vì một chút sai sót mà rút lui được. Đại ca, huynh yên tâm, muội không để cho người của Triển gia thất vọng đâu. Muội nhất định bắt bọn khốn kiếp như Trình Nguyên Lý không gặp quả báo. Như vậy mới giống muội muội ngang ngược của huynh chứ. Đại ca, huynh đang mắng muội hay là khen muội vậy? Tất nhiên là khen muội rồi. Cho muội biết, bao đại nhân kêu huynh kể chuyện vụ án đúc tiền giả cho muội nghe, để muội có thể tham gia vụ án này. Có phải thuốc độc của ngươi có vấn đề? Không lý nào. Do ánh táng của nhà thuộc hạ xưa nay chưa từng có sai sót gì hết á. Nhưng mà Trình Nguyên nói là Đường Chân lúc nào cũng hôn mê bất tỉnh, thật ra vẫn chưa mất mạng. Biết đâu bọn họ làm mưa kéo dài hiệu quả của thuốc thì sao? Nếu Đường Chân tỉnh lại kể hết mọi chuyện, nhất định là Bao Chỉnh sẽ điều tra tới chỗ của ngươi đó. Tới lúc đó é rằng ta cũng bị liên lụy.
Chuyện này trang chủ yên tâm đi, người của Trình Nguyên lúc nào cũng đang thăm dò tình hình hết á. Người của Trình Nguyên, người của Trình Nguyên, họ bị đuổi khỏi phủ Thông Phán lâu rồi, làm sao thăm dò hả? Vậy thuộc hạ sẽ cho người trà trộn vô đó nghe trộm nghe. Bất kể như thế nào, chỉ cần không để Đường Chân trở thành tổn thương chí mạng chúng ta là được. Dạ. Không ngờ Từ Khiêm chết vì trúng độc. Công Tôn tiên sinh làm sao điều tra được? Đại nhân, ở trên cổ của ông ấy, học trò phát hiện vết đỏ nhạt hoàn toàn giống như Đường Chân. Có thể khẳng định đó là độc tính của Vô Ảnh Tán. Công Tôn tiên sinh, tại sao không chất vấn Trình Nguyên tại chỗ? Độc tính của Vô Ảnh Tán người bình thường chưa từng nghe qua. Hơn nữa trong lúc này, trong cơ thể Từ Khiêm không còn độc, không thể chứng minh ông ấy trúng độc mà chết. Cho dù có thể chứng minh là trúng độc, cũng không thể chiếu điều này chỉ chứng Trình Nguyên hoặc là thuộc hạ của hắn là người hạ độc. Nếu như chất vấn hắn để hắn có cảnh giác, chi bằng tạm thời không nhắc tới, để hắn không thể đoán trước. Nhưng mà làm như vậy, làm sao tính cái chết của Từ Khiêm lên đầu họ được? Theo tình hình bây giờ, tội ác của Trình Nguyên không thể nào chối cãi. Chỉ cần tìm được chứng cứ cụ thể, hắn vẫn không thể thoát tội. Đồng thời, cái chết của Từ Khiêm không sợ hắn không khai. Tiểu nữ nghĩ Thông Phán tiền nhiệm Lục Hân, thậm chí là Thông Phán trước đó có lẽ cũng là họ hạ độc. Cái này gọi là bạo bệnh mà chết, nhất định là do Vô Ảnh Tán. Quả là có khả năng này. Công Tôn tiên sinh, tuy Vô Ảnh Tán đó xuất xứ từ Thiên Trúc, ở Trung Nguyên cũng có người sử dụng hay sao? Những điều này không có ghi chép nên học trò không biết. Trên giang hồ từng có tin đồn về Vô Ảnh Tán. Năm xưa, Dương Triều Đoàn Thị của nước Đại Lý đã đưa Vô Ảnh Tán từ Thiên Trúc về, dùng để độc hại phản thần trong triều. Sau đó bị một gia nô lấy cắp mang ra ngoài, từ đó lưu truyền đến khắp Trung Nguyên. Trên giang hồ, Vô Ảnh Tán đã xuất hiện một thời gian, nhưng vì quá ác độc cho nên bị người trong giang hồ nghiêm cấm, sau đó không còn xuất hiện nữa. Tin đồn này tại hạ chưa từng nghe, cũng chưa từng thấy bất cứ sách vở nào ghi chép. Nếu chuyện này đã truyền lưu trên giang hồ, làm sao có ghi chép lại chứ? Đại ca, huynh đang nói Đoàn Gia Đại Lý phải không? Không sai, tin đồn là vậy đó. Đoàn Ngũ. Đoàn Ngũ là ai? Ông chủ của Đỗ Phường Ngân Câu, hắn đúng là thuộc hạ của Lý Khôn. Nếu như hắn cũng họ Đoàn, có khi nào là truyền nhân của gia nô Đoàn Thị không? Nếu là như vậy thì sự việc thông suốt rồi. Mọi chuyện đều sản sinh từ chuyện câu kết giữa Trình Nguyên và Lý Khô. Không ngờ Đăng Châu nho nhỏ cũng có nhiều tội ác khiến người ta phải lên án. Tại sao đại nhân không trực tiếp yêu cầu Trình Nguyên cùng tới thăm Sương Quân? Tiền giả được phân phát ở chỗ của họ mà. Còn nữa, nếu có khả năng đang lợi dụng Sương Quân đúc tiền giả ở Đăng Châu, tại sao đại nhân lại muốn xem chính tích của hắn chứ? Triển hộ vệ đừng quên, bản thân Trình Nguyên cũng có khả năng liên quan đến vụ án này. Chỉ cần nhắc đến Sương Quân, e rằng hắn sẽ có đề phòng. Như vậy không phải không thích hợp. Nếu như không đến xem xét Sương Quân, làm sao biết hắn có liên quan đến vụ án này? Đại nhân, quân vụ của Đăng Châu cũng bao gồm Sương Quân. Đại nhân định im hơi lặng tiếng,
điều tra từ chính tích, sau đó tìm hiểu tình hình thực tế của Sương Quân, phải không? Đúng vậy. Từ vật dụng của Sương Quân có thể điều tra ra chuyện có năng lực đúc đồng tiền giả hay không. Ngoài ra, biết đâu cũng có thể nhận ra điều gì đó từ chuyện cấu kết giữa Trình Nguyên và Ly Khôn. Thiếu gia tỉnh rồi hả? Ta bị sao vậy? Thiếu gia bị trúng độc. Là Công Tôn tiên sinh cứu thiếu gia đó. Bao đại nhân họ đến rồi à? Không sai. Nhờ có Triển cô nương ngăn cản độc tính lan tỏa, nếu không e rằng người đã đoạn hồn nơi chính xuôi rồi. Ân sư. Ê, Đường đại nhân vừa mới giải độc không nên cử động, mau nằm xuống đi. Ân sư đã biết tình hình Đăng Châu chưa? Bổn phụ đã biết rồi. Người trúng thuốc độc cũng có liên quan. Thì ra học trò bị người ta hạ độc. Vì trong sổ sách của Tiền Trang Tứ Hải có bôi thuốc độc. Thì ra là vậy. Người cứ yên tâm nghỉ ngơi. Sau khi vụ này có tiến triển, bổn phủ sẽ nói cho người biết. Học trò xấu hổ lắm. Người có xấu hổ gì? Học trò thân là thông phán Đăng Châu, không những không điều tra được án tình Đăng Châu, trái lại còn bị hạ độc thủ. Bây giờ còn phiền ân sư đích thân đến đây, không phải là xấu hổ sao? Không, ngươi không cần phải tự trách. Kẻ gian xảo tra kho phòng, bổn phủ đích thân điều tra chưa hẳn có thể điều tra sáng tỏ. Ngươi đừng nóng ruột, cứ chờ xem kết quả. Dạ. Nhớ nha, nhất định phải nghĩ cách làm cho rõ thật ra tình hình của Đường Chân như thế nào. Tối nay chúng ta sẽ mò vào trong đó. Tuyệt đối không có được. Các người đã biết chuyện dân đó rồi, chẳng lẽ quên rồi hay sao? Người tài đi theo bao đại dân á, e rằng không phải chỉ có mình hắn đâu. Xông vào đó không phải là cách, cần phải nghĩ cách tìm lý do trà trộn vào nghe ngóng. Nhớ nha, tuyệt đối đừng có để lộ thân phận. Dù bị đánh chết cũng không được khai các ngươi là người của Đỗ Phượng Ngân Câu. Nếu không ta không tha cho các ngươi. Nghe rõ chưa? Dạ. Đã lên, quýnh đi. Dạ, từ từ. Đã lên. Tuy Đường Chân không có trở ngại, nhưng vì muốn che tai mắt kẻ gian, tạm thời đừng để cho hắn công khai lộ diện. Dạ, học trò hiểu rồi. Vụ án ở Đăng Châu e rằng không phải một vụ, trong rất nhiều manh mối, cần phải lần theo từng điều một, như vậy chân tướng mới sáng tỏ. Đại nhân, Trình Nguyên và Lý Khôn cấu kết với nhau ở Đăng Châu làm không ít chuyện xấu. Nếu như điều tra từng vụ một, e rằng phải mất một thời gian. Đừng nói là Đường Chân, dù có phái ai đến Đăng Châu làm thông phán, e rằng chuyện cấu kết giữa Trình Nguyên và Lý Khôn cũng không điều tra ra manh mối gì đâu. Cho nên chúng ta cần phải chia ra để mà hành động. Một khi thời cơ chín muồi,
mới có thể tóm gọn một mẻ. Ngày mai trong lúc đại nhân đến Đăng Châu, học trò sẽ điều tra rõ tình hình của Sương Quân để tiện lực theo manh mối Sương Quân phân phát tiền đồng giả ra ngoài. Tiểu nữ sẽ đi điều tra Đỗ Phường Tiền Trang và Ngân Tân Lầu, là sản nghiệp của Lý Khôn đều có vấn đề, hơn nữa còn là nơi để truy tìm chứng cứ. Không, suy đoán từ vô ánh táng cho đến đao khách bên cạnh Lý Khôn cho thấy tình hình rất phức tạp, thuộc hạ đi sẽ thích hợp hơn. Mũi tới đây sớm hơn đại ca vài ngày, mấy chỗ này mũi đi rồi, dĩ nhiên mũi đi sẽ thích hợp hơn. Chính vì Triển cô nương đã đến đó cho nên không thích hợp. Tại sao vậy? Bọn họ đã biết cô nương đến đây với đường chân rồi, dĩ nhiên với cô nương sẽ có đề phòng. Triển hộ vệ thì mới gặp Trình Nguyên thôi, người khác không thể nhận ra, họ trong bóng tối không thể để người ta chú ý. Được rồi, nhưng đại ca phải điều tra ra được điều gì đó mới được, nếu không sau này đừng dành công việc với muội. Muội cứ yên tâm, huynh không để muội thất vọng đâu. Ngoài ra, tuy Từ Khiêm không may bị hại, nhưng vẫn có thể điều tra ra manh mối từ những quan viên đang nghỉ hưu hay từ hương dân ba tánh, biết đâu sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Dạ, học trò sẽ nghĩ cách tiếp xúc với họ. Còn tiểu nữ phải làm gì? Triển cô nương cứ ở lại trong phủ bảo vệ an toàn cho đường chân. Tuy là Trương Long Triệu Hổ đều có ở đây, nếu như có nhân sĩ giang hồ võ công cao cường đột nhập phủ đệ, dân phát hiện ra hắn đã được giải độc, giả lại hạ độc thủ với hắn. Vậy bao đại nhân không cần người bảo vệ sao? Ngày mai chỉ đến Châu Nha, lại có Dương Triều Mã Hán đi cùng, vô cùng an toàn. Phải rồi, còn Đường Châu nữa, dù sao không thể để hắn giả vờ trúng độc tránh mặt mãi được. Đừng nông vội, chuyện này không giấu được bao lâu. Khi hắn bị phát hiện không hề trúng độc, lúc đó sẽ là lúc hắn bắt đầu điều tra. Tới lúc đó sẽ để cho hắn rèn luyện thêm. Phải rồi, nếu không hắn đến Đăng Châu uổng công rồi. Đứng lại. Hai người này không phải người chúng ta, sao để họ vào? Chúng tôi là người của tiệm gạo giao gạo thôi. Vậy để gạo lại, các người đợi ngoài nhà môn đi. Nhưng mà... Yên tâm đi, không thiếu tiền gạo của các ngươi đâu. Đi mau đi. Dạ. Cho người đi theo bọn họ ra ngoài. Dạ. Sau này không ai được vào phủ, đồ vật đưa đến trước cửa, chúng ta sẽ tự chuyển vào. Dạ. Công tôn tiên sinh, bao đại nhân thật sự không cho phép tại hạ ra ngoài sao? Vì không muốn kinh động đến họ, tốt nhất hãy nhẫn nại một thời gian. Rõ ràng đây là chức trách của tại hạ, nhưng chỉ có thể quanh tay đứng nhìn, không làm được gì cả. Huynh đừng nóng ruột, đại nhân nói rồi sẽ có cơ hội để huynh tham gia mà. Vậy thì tốt. Công tôn tiên sinh. Đà tạ. Triển cô nương. Nè, Vũ Trúc, sao ngươi không gọi ta là Triển công tử? Ta... thì cô vốn là cô nương mà. Nhưng mà bây giờ ta đang cải nam trang mà, làm gì có cô nương như vậy. Nhưng á... Đúng rồi, Triển cô nương, bây giờ cô nương có thể khôi phục nữ trang rồi. Thôi đi, mấy hôm nay mặc quen rồi, thay y phục đó không quen lắm.
Vũ Trúc, mời đường quản gia qua đây một chút. Dạ, dạ. Công Tôn tiên sinh có chuyện tìm Đường Phúc sao? Phải phiền ông ấy đi một chuyến. Đường đại nhân, thật ra Từ Khiêm sẽ đưa mấy vị quan viên tiền bối đã nghỉ hưu đến gặp đại nhân, đúng không? Lão tiên sinh trung thành như vậy mà lại bị họ nhẫn tâm giết hại. Huynh yên tâm đi, họ không thoát được đâu. Không bao lâu huynh có thể trả thù cho ổng rồi. Mong được như vậy. Công Tôn tiên sinh tìm lão à? Người thay mặt Từ Khiêm, Từ đại nhân đến đây chuyển lời, ông còn nhớ không? Ừ, dĩ nhiên là nhớ. Vì muốn hắn tiện việc liên lạc với thiếu gia, lão còn ghi lại chỗ ở của hắn. Ờ, hay quá. Vậy phiền ông đi một chuyến. Dạ. Công Tôn tiên sinh muốn mời họ đến phủ sao? Không, họ không thể đến đây. Có lẽ bây giờ Trình Nguyên đã giám sát phủ đệ rồi. Cái chết của Từ Khiêm chính là vết xe đổ. Vậy Đường Phúc đi tìm họ là vì chuyện gì? Ờ, ta muốn Đường Phúc mời họ đến một nơi có thể tránh tai mắt người khác. Sau khi đi Châu Nha trở về, ta mới ra ngoài gặp họ. Vậy thì làm phiền ông. Được, lão đi ngay. Quỳnh đừng thất vọng, Quỳnh sẽ có cơ hội góp sức mà. E rằng ta không có năng lực này. Không lý nào đâu, Quỳnh nhất định làm được. Ngay cả đệ cũng có lòng tin ở Quỳnh. Sao Quỳnh không có lòng tin với bản thân mình? Cô đừng nhận thấy ta có năng lực này sao? Tất nhiên rồi. Được, nếu như có cơ hội, ta sẽ làm hết sức mình. Triển hộ vệ. À, Công Tôn tiên sinh, thuộc hạ với Triển Dân đã không tới Châu Nha với đại nhân, chẳng lẽ không có vấn đề gì sao? Đại nhân kiên quyết như vậy, hơn nữa bây giờ họ vẫn chưa đề phòng đại nhân, cho nên không có ý đồ tổn hại đại nhân. Nhưng sau này thì khó nói, hơn nữa trong lúc đi điều tra Sương Quân, chúng ta phải đi theo mới được. Ừ, Triển cô nương nói không sai. Ta sẽ nhắc nhở đại nhân, ít ra một trong hai người phải cùng đi. Triển Dân, Đào Khách ở bên cạnh Lý Khôn, muội có nhận ra chiêu thức của hắn không? Muội không nhận ra, nhưng quả thật hắn cũng được lắm. Hiếm khi được nghe muội khen võ công của người khác không tệ. Huynh rất muốn chạm trán với hắn, thử đao pháp của hắn, biết đâu có thể lần ra lai lịch của hắn thì sao? Huynh định đi ngay bây giờ sao? Không, bây giờ không thể kinh động tới Lý Khôn. Quynh sẽ ra ngoài một lát, ít ra hỏi thăm được chuyện của Đoàn Ngũ. Người nói gì? Trà trộn vô bị đuổi ra hả? Dạ. Không ngờ họ đề phòng nghiêm ngặt dữ ta. Thôi đi, các người khỏi đi nghe ngóng nữa. Ta không tin Đường Chân có thể sống sót dưới vô ảnh táng của ta đâu. Đi đi, nói họ chuẩn bị mở cửa buôn bán. Dạ. Đến sớm vậy làm gì? Vẫn chưa mở cửa đâu. Có ông chủ Đoàn ở đây không? Ai tìm ta vậy? Là ta. Ờ, ngươi lạ mặt lắm à. Chúng ta gặp nhau đâu rồi? Chưa từng gặp. Ngươi tìm Đoàn mổ có việc gì? Muốn hỏi thăm ông chút chuyện thôi. Ngươi là ai? Người trong giang hồ. Thì ra là bằng hữu trên giang hồ. Vậy thì dễ rồi. Xưa nay Đoàn mổ đó phóng khoáng với bằng hữu giang hồ ha. Nói đi,
thiếu lộ phí phải không? Cần nhiêu vậy? Ông chủ đoàn quả là phóng khoáng, nhưng tại hạ không thiếu lộ phí, chỉ muốn hỏi thăm tin tức từ ông thôi. Tên gì đây? Gia Nô, Đoàn Gia đại lý. Ngươi sao hả? Ông biết sao? Thật ra ngươi là ai vậy? Trước tiên đừng hỏi ta là ai, trả lời câu hỏi của ta đi. Ta nghĩ ngươi cố tình tới kiếm chuyện thì phải ha. Tức là ngươi tìm không đúng chỗ rồi. Vậy sao? Tống cổ hắn ra ngoài. Dạ. Võ công của ngươi tệ như vậy, hèn gì phải dùng đến vô ảnh tán. Thật ra ngươi là ai, tới đây làm gì? Ta nói với ngươi rồi, ta muốn hỏi thăm chuyện của Gia Nô Đoàn thị đại lý. Đoàn mổ rời khỏi giang hồ nhiều năm rồi, cho dù trước đây từng kết quán với ngươi cũng nên xóa sạch rồi chứ. Ngươi có rời khỏi giang hồ hay không ta không cần biết. Nếu ngươi còn dùng vô ảnh tán, ta sẽ đòi lại công bằng cho bằng hữu trên giang hồ. Được rồi, tôi không sử dụng vô ảnh tán nữa đâu. Có thật không? Thật mà. Vậy thì tốt. Nếu để ta phát hiện ngươi sử dụng vô ảnh tán, ta sẽ tới tìm ngươi. Ông chủ. Đi. Tránh đây đi. Người này. Đi, xéo đi, không có chuyện các ngươi mà đi. Dạ. Tài chính xu thuê của Đăng Châu đúng là ghi chép rất rõ ràng. Sổ sách và kho bãi cũng rất trùng khớp. Trình đại nhân làm rất tốt. Cảm ơn lời khen của Bao đại nhân. Bốn phủ xem xét đến đây thôi, ngày mai xem tiếp. Bao đại nhân, không biết Bao đại nhân muốn xem xét phòng ban nào để hạ quan tiện việc chuẩn bị. Nếu Trình đại nhân chưa chuẩn bị, chẳng lẽ bốn phủ đây không thể xem xét sao? Không, hạ quan nhận thấy có thể xem xét. Được, bốn phủ hết sức ngưỡng mộ sự tự tin của đại nhân, vậy ngày mai bốn phủ sẽ tùy ý chọn lấy xem xét. Dạ, hạ quan lúc nào cũng sẵn sàng.心到老，看得透想得开，别爱计较，宽宏大量开口笑。我朋友要比多仇人好，让人一步世界大多了。真心好，久了总会被看到，不需要急着让别人知道。忠诚多，友谊才是宝。自己快乐满意就好。